Tại sao trong cuộc sống chúng ta luôn luôn tôn sùng những người có tố chất cao và có ân tứ? Tại sao hễ gặp chuyện là ta lại tìm đến hỏi họ thay vì cậy dựa Đức Chúa Trời để tìm kiếm lẽ thật? Bạn có biết rằng tin Đức Chúa Trời mà lại thần tượng con người thì về bản chất là đi theo con người và chống đối Đức Chúa Trời. Trong lòng bạn có đang tôn sùng con người nào hay không? Làm sao để ta thôi tôn sùng và đi theo con người? Hãy cùng tìm hiểu qua video cơ đốc, hậu quả của việc mù quáng tôn sùng con người. Tháng 8 năm 2015, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Lúc đó hội thánh có vài thư phản ánh cần xử lý, nhưng tôi chỉ mới tiếp nhận hội thánh này, lại chưa hề xử lý thư phản ánh nào cả. Các nguyên tắc liên quan đến thư phản ánh thì tôi không rõ lắm và không biết phải xử lý thế nào. Vậy nên tôi thấy rất lo lắng. Sau đó lãnh đạo cấp trên giao cho chị Vương Tĩnh công việc phụ trách xử lý các thư phản ánh. Nghe nói chị đã tin đức chúa trời 20 năm và từng là lãnh đạo. Giờ đây chị ấy được chỉ định giám sát xử lý thư phản ánh. Tôi tự nhủ, hẳn chị ấy hiểu nhiều lẽ thật và có thực tế của lẽ thật, chắc sẽ giúp ích nhiều sau đó tôi dần dần để ý thấy vương tĩnh xem xét và phân tích các thư phản ánh rất có lý lẽ lại còn rõ ràng không những giải quyết được các vấn đề nêu trong thư mà còn dùng các ví dụ thực tế để thông công sâu sắc lẽ thật về sự phân định và tìm ra những đoạn lời đức chúa trời rất phù hợp để giải quyết vấn đề của các anh chị em nên tôi có ấn tượng rất tốt về chị vương tĩnh thấy có vẻ chị ấy có thực tế của lẽ thật và tôi phải cố hết sức mà học hỏi từ chị. Sau đó, trong lúc đang hội họp với chúng tôi, Vương Tĩnh thảo luận về một số thư phản ánh về chuyện người khác xử lý không thỏa đáng và chị đã khắc phục vấn đề bằng cách dùng nguyên tắc, cuối cùng đã giải quyết chúng một cách êm đẹp. Sau một thời gian, tôi có cảm giác dường như chuyện gì chị ấy cũng giải quyết được. Và tôi bất tri bất giác nảy sinh lòng ngưỡng mộ chị. Có một lần nọ, Chúng tôi nhận một lá thư phản ánh, đề cập đến một vấn đề hết sức phức tạp. Nhưng Vương Tĩnh chỉ nói mấy câu là đã chỉ ra mấu chốt vấn đề và nhanh chóng giải quyết. Một người chị em ngưỡng mộ nói với chị ấy rằng: "Các anh chị em chúng tôi chẳng ai xử lý được vấn đề trong thư. Kể cả chị phụ trách Lý Diệu Hân cũng đành phải bó tay. Vậy mà chị chỉ thông công một câu là giải quyết được, chị đúng là đáng nể." vương tĩnh gật đầu nhìn mặt có vẻ rất là thích thú khi được chị em khen ngợi vậy thậm chí còn nói với chúng tôi mấy lời chê trách chị diệu hân tôi mơ hồ thấy rằng có lẽ vương tĩnh đang tôn mình lên và hạ thấp chị diệu hân nhưng rồi tôi nghĩ lời vương tĩnh nói cũng khá đúng nên không nghĩ gì thêm tôi lại còn nghĩ rằng nếu sau này tôi có thể giải quyết tốt vấn đề như vương tĩnh thì chắc chắn tôi sẽ có thể làm tròn bổn phận Vương Tĩnh không trao đổi về những vấn đề của mình hay những thất bại của chị ấy trong bổn phận, cũng không nói về sự bại hoại và sự yếu đuối mà mình biểu hiện, hay cách mình tìm kiếm lẽ thật giải quyết chúng. Nên qua thời gian, ai cũng ngưỡng mộ chị ấy. Tôi cũng cảm thấy khi hội họp với Vương Tĩnh, tôi hiểu thêm được lẽ thật. Trong bổn phận, ai cũng có vấn đề và thất bại, không tránh khỏi bộc lộ sự bại hoại. Khi giấu giếm những vấn đề đó và chỉ thông công về các phẩm chất tích cực của mình, Vương Tĩnh sẽ dễ dàng lừa gạt mọi người khiến họ ngưỡng mộ và tôn sùng chị ấy. Phải đó. Phải. Vì muốn có khả năng giải quyết vấn đề như Vương Tĩnh, nên tôi dự mọi buổi họp có mặt chị ấy để xem chị ấy phân tích các thư phản ánh thế nào, chọn đoạn lời Đức Chúa trời nào để liên hệ đến tình trạng của các anh chị em và thông công như thế nào. Tôi đem theo giấy bút viết lại hết. Sau đó khi tổ chức họp với các đồng sự, tôi hầu như chỉ thông công những điều mình học được từ Vương Tĩnh. Thấy các đồng sự chăm chú lắng nghe tôi thông công, thậm chí còn ghi chép lại, tôi chợt cảm thấy có vẻ mình cũng là một người tài như Vương Tĩnh. Công tác của tôi hẳn là được mọi người đánh giá cao và được đức chúa trời tuyên dương. Sau đó, tôi ngày càng cậy dựa vào Vương Tĩnh, khi xử lý thư phản ánh khó hay khi gặp vấn đề với các nhân sự xử lý thư Tôi chẳng bình tâm trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện với Ngài và tìm kiếm lẽ thật. Tôi nghĩ chỉ cần Vương Tĩnh mở lời thông công là mọi vấn đề của tôi sẽ được giải quyết. Và dần dà Đức Chúa Trời mất vị trí trong lòng tôi. Và thay vào đó vị trí của Vương Tĩnh ngày càng lớn hơn. Tôi cậy dựa vào con người hơn là cậy dựa vào Đức Chúa Trời. Qua thời gian, tôi bắt đầu gặp khó với cả những vấn đề đơn giản trong công tác hội thánh. Khi hội họp, Tôi không thể thông công với sự khai sáng của Đức Thánh Linh Mà chỉ nói kiến thức giáo điều Không thể giải quyết vấn đề về lối và sự sống của anh chị em Cứ như Đức Chúa Trời quay lưng với tôi Và tôi rất khổ sở Nhưng lúc đó tôi chẳng hề kiểm điểm bản thân Một hôm trước giờ họp Tuyết rơi dày trên đường phố tới nỗi xe không qua được Vương Tĩnh bảo chị ấy không đến được Bảo tôi cùng cộng sự chủ trì buổi họp Vừa nghe chị ấy bảo vậy Tôi bỗng nhiên cảm thấy choáng váng Như bị ai gạt chân vậy Suốt buổi hội họp Tôi chẳng thể xác định được vấn đề trong thư phản ánh của mọi người Rồi còn hoảng loạn cả lên Tôi cũng chẳng thể dẫn dắt mọi người cầu nguyện Và cậy dựa Đức Chúa Trời Tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật trong lời ngài Thay vào đó tôi cứ mong Vương Tĩnh sẽ đến Và tự tay giải quyết vấn đề cấp bách này Sau buổi hội họp đó tôi thấy có lỗi vì buổi hội họp này đã chẳng đem lại hiệu quả gì nhiều tôi đã không làm tròn bổn phận nhưng tôi vẫn không tìm hiểu ý muốn của đức chúa trời mà cứ một mực mong rằng vương tĩnh sẽ đến và giải quyết vấn đề một lần khác vương tĩnh bảo sẽ chủ trì buổi họp nhưng suốt cả buổi sáng hôm đó chẳng thấy chị ấy đâu tôi lại bắt đầu hoảng lên sợ chị ấy lại tiếp tục không đến được như lần trước tôi lo nếu thiếu chị tôi sẽ không thể giải quyết vấn đề của mọi người hôm đó ăn trưa xong tôi chợt nghe cửa mở và biết vương tĩnh đã đến nơi quá vui vì vị cứu tinh của tôi đã đến nơi tôi vội chạy ra chào hỏi chị ta nhưng mà vừa bước qua sân tôi đã bị ngã sóng xoài và chật mắt cá mắt cá chân tôi sưng phù lên như một quả bóng đau đớn đến nỗi tôi không đi lại được nhưng vương tĩnh đã đến cho nên tôi phải thông báo cho các anh chị em khác Nhanh chóng đến hội họp Để không ai bị mất dịp nhờ chị ấy giải quyết vấn đề của mình Tôi gắng chịu đau Và đến được nhà một người chị em Nhưng vừa định gõ cửa Không biết sao đột nhiên tôi mất thăng bằng Cả người tôi ngã chúi nhủi xuống đất Sau khi chật vật đứng lên trước ngưỡng cửa Tôi thấy bàn tay phải tôi Dớm đầy máu đỏ và vết bụi than Mấy tai nạn liên tiếp này khiến tôi thấy kinh sợ trong lòng mơ hồ nhận ra rằng sự khao khát của tôi khi chờ đợi vương tĩnh có gì đó hơi bất thường đức chúa trời đang sửa dạy tôi sao nên tôi cầu nguyện với ngài và tìm kiếm sau đó tôi đọc được lời đức chúa trời ai tin đức chúa trời thì nên vâng phục thờ phượng ngài họ không được tôn cao hay ngưỡng vọng bất kỳ người nào không được xếp Đức Chúa Trời đứng thứ nhất, xếp những người mà ngươi ngưỡng vọng đứng thứ hai, bản thân ngươi thứ ba. Không có con người nào được giữ một địa vị ở trong lòng của ngươi, không được xem con người, nhất là những con người mà ngươi tôn sùng, ngang hàng hay là tương đương với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không thể dung thứ điều này. Amen. 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 Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, ký ức về những lần tiếp xúc với Vương Tĩnh cứ như một bộ phim lần lượt tái hiện trong đầu tôi từ lần đầu gặp vương tĩnh đến nay tôi thấy chị tài năng giỏi ăn nói lại còn giỏi giao giảng và giỏi nhất là giải quyết vấn đề có rất nhiều lá thư phản ánh khiến tôi vô cùng bối rối nhưng chị ấy lại dễ dàng phân tích thông công về chúng một cách vô thức tôi bắt đầu tôn sùng chị ấy nghĩ rằng nếu hội họp với chị ấy nghe chị ấy thông công thì tôi sẽ nắm bắt lẽ thật và thấu suốt hơn khi không được hội họp với chị ấy tôi cảm thấy như thể sẽ mất đi cơ hội đạt được lẽ thật vì thế tôi bắt đầu thích hội họp và thông công với vương tĩnh hơn là cầu nguyện với đức chúa trời và tìm kiếm lẽ thật tôi cậy dựa vào vương tĩnh và khi gặp chuyện tôi chẳng cầu nguyện tìm kiếm lẽ thật mà chờ vương tĩnh đến thông công giải quyết khi tắc đường và chị ấy không đến được tôi cảm thấy nếu thiếu chị ấy thì chúng tôi không làm được việc càng phản tình tôi càng thấy sợ hãi tin đức chúa trời thì phải tôn kính ngài nhất phải thờ phượng và ngưỡng vọng ngài không một con người nào được chiếm chỗ trong lòng chúng ta thế mà lòng tôi chẳng có chỗ cho đức chúa trời thay vào đó tôi lại tôn cao người mà tôi ngưỡng mộ biến vương tĩnh thành thần tượng tôi tin đức chúa trời mà lại tôn sùng một con người và đã vô thức xúc phạm tâm tính của đức chúa trời sự việc lần này chính là lời cảnh tình và là sự bảo vệ dành cho tôi tôi liền cầu nguyện với đức chúa trời sẵn sàng ăn năn sau đó tôi đọc được những lời này của ngài đức chúa trời toàn năng phán bất kể cấp bậc của người lãnh đạo hay người làm công nếu các ngươi tôn thờ họ vì sự hiểu biết của họ về một chút lẽ thật và vì một vài ân tứ của họ tin rằng họ sở hữu thực tế của lẽ thật và có thể giúp các ngươi và nếu các ngươi tôn sùng và lệ thuộc vào họ trong mọi việc và cố gắng đạt được sự cứu rỗi thông qua điều này thì đây là sự dại dột và thiếu hiểu biết của ngươi và cuối cùng tất cả sẽ chẳng đi đến đâu bởi vì xuất phát điểm vốn dĩ đã sai dù ai đó có hiểu được bao nhiêu lẽ thật đi chăng nữa thì cũng không ai có thể thay thế được Đấng Christ Và cho dù họ có nhiều ân tứ đến đâu, điều này cũng không có nghĩa là họ sở hữu lẽ thật. Và vì vậy, những ai tôn thờ, tôn sùng và đi theo con người đều sẽ bị bỏ ra vào sau hết. Tất cả họ đều sẽ bị kết án. Khi người ta tin Đức Chúa Trời, họ chỉ có thể tôn kính và theo Đức Chúa Trời bất kể cấp bậc của họ trong giới lãnh đạo như thế nào các nhà lãnh đạo và người làm công vẫn là những người bình thường nếu ngươi xem họ như cấp trên trực tiếp của mình nếu ngươi cảm thấy rằng họ vượt trội hơn ngươi rằng họ có năng lực hơn ngươi và rằng họ nên dẫn dắt ngươi rằng họ vượt trội hơn bất kỳ ai khác về mọi mặt thì điều đó là sai đây là sự ảo tưởng của ngươi và những hậu quả mà sự ảo tưởng này dẫn đến là gì điều này sẽ khiến ngươi vô tình đánh giá các lãnh đạo của mình theo những yêu cầu không phù hợp với thực tế và không thể xử lý đúng những vấn đề và thiếu khuyết của họ đồng thời ngươi cũng sẽ bị thu hút sâu sắc bởi sự tinh tế những ân tứ và tài năng của họ mà không biết đến nỗi rằng trước khi ngươi kịp nhận ra thì ngươi đã đang tôn thờ họ và họ đã trở thành những đức chúa trời của ngươi. Con đường đó, từ thời điểm họ bắt đầu trở thành hình mẫu của ngươi, đối tượng tôn thờ của ngươi cho đến thời điểm mà ngươi trở thành một trong những người theo họ là con đường sẽ dẫn dắt ngươi vô tình đi xa khỏi Đức Chúa Trời. Một số người ngưỡng mộ bất cứ ai có thể giảng một bài giảng sâu sắc hoặc là một nhà hùng biện giỏi và ao ước những người có phong thái oai nghiêm khi họ giảng đạo. Đây có phải là quan điểm đúng nên có không? Tìm kiếm mục tiêu như vậy có đúng không? Không. À, vậy thì thế nào là đúng? Người nên tìm cách trở thành dạng người gì? Dạng người tránh thu hút sự chú ý và thực hiện bổn phận của họ một cách thực tế người biết xử sự và hành động một cách khiêm tốn đúng vậy người phải biết xử sự và hành động theo cách khiêm tốn không xa rời việc cầu nguyện và không xa rời lời đức chúa trời hãy thường xuyên đến trước mặt đức chúa trời và có mối tương giao thực sự với ngài đây là những điều cơ bản của việc tin đức chúa trời amen, à. amen. qua lời Đức Chúa Trời tôi nhận ra rằng là người tin vào Đức Chúa Trời, chúng ta phải thường xuyên đến trước Ngài, phải cầu nguyện với Ngài tìm kiếm lẽ thật, thực hiện bổn phận như Ngài yêu cầu. Tôn kính Ngài hơn tất cả, không được tôn sùng bất kỳ con người nào, phải đó. Dù con người đó tài năng đến đâu, làm việc và giải quyết vấn đề giỏi ra sao, tất cả đều là do Đức Chúa Trời ban. Nhờ Ngài khai sáng mà họ mới có thể thông công sâu sắc. Họ chỉ ra được con đường là vì nó tương hợp với lời đức chúa trời và lẽ thật nếu không hiểu gì thì tôi có thể tìm hỏi và học hỏi từ điểm mạnh của họ nhưng dù họ thông công hay đến đâu cũng đều xuất phát từ đức chúa trời tôi không được tôn sùng họ phải đó đó là hành xử với người khác theo nguyên tắc phải phải sau đó tôi đã thực hành đúng theo lời của đức chúa trời và không còn cậy dựa hết vào chị vương tĩnh nữa khi gặp vấn đề tôi cầu nguyện đức chúa trời tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật liên quan trong lời ngài nhiều khi nếu chẳng thể nào nghĩ ra cách tôi mới hỏi vương tĩnh nhưng tôi đã biết tự giác bình tâm trước đức chúa trời và tập trung vào những phương diện của lẽ thật mà chị ấy thông công thay vì chỉ biết ngưỡng mộ chị ấy ừ. dần dà tôi bắt đầu có cái nhìn bình thường về vương tĩnh và có thể giải quyết một vài vấn đề trong các thư phản ánh của mọi người sau đó chị vương tĩnh được bầu làm lãnh đạo của một hội thánh khác tôi cũng không còn lên cơn hoảng loạn khi không có chị ấy nữa khi hội họp, lúc gặp phải những vấn đề hóc búa, thì tôi cùng mọi người cầu nguyện với Đức Chúa Trời tìm ra con đường thực hành qua lời Ngài. Chỉ khi không thể giải quyết được thì tôi mới hỏi ý kiến của lãnh đạo hoặc ai đó hiểu lẽ thật, nhờ vậy vấn đề của chúng tôi dần được giải quyết và tôi cũng dần trưởng thành hơn. <laughs> Một hôm cấp trên viết thư báo với tôi, Vương Tĩnh cậy vào tài năng trong công tác không tìm kiếm lẽ thật luôn phô trương và đề cao bản thân để được người khác ngưỡng mộ tôn sùng. Chị ấy lại còn không chịu tiếp nhận khi bị xử lý, không biết kiểm điểm bản thân. Bị phơi bày là đi con đường địch lại đấng Chris và bị cách chức vì là lãnh đạo giả. Nghe được tin tức này khiến tôi chấn động, không tin nổi. Thời tôi còn làm việc cùng Vương Tĩnh, chị ấy đã có biểu hiện này. Chị ấy chẳng bao giờ nói đến sự bại hoại mà chị ấy đã bộc lộ trong bổn phận và những thất bại chị ấy gặp. Chị chỉ biết nói về thành công của mình, như thể không có gì chị ấy không giải quyết được. Kết quả là mọi người đều ngưỡng vọng tôn sùng chị ấy. Phải. Sau đó tôi đọc được lời này của Đức Chúa Trời. Ừ. Một số người sử dụng vị trí của mình để nhiều lần tự chứng thực cho bản thân họ, tự phóng đại bản thân họ để tranh giành con người và địa vị với Đức Chúa Trời họ dùng các phương thức thủ đoạn khác nhau để khiến mọi người sùng bái họ để lung lạc và khống chế những người khác vài người còn cố ý lường gạt để mọi người nghĩ rằng họ là đức chúa trời để được đối đãi như đức chúa trời họ sẽ không bao giờ nói với ai rằng họ đã bị bại hoại rằng họ cũng xa ngã và kiêu ngạo đừng thờ phượng họ họ làm tốt thế nào cũng đều bởi sự đề cao của đức chúa trời họ chỉ làm việc phải làm mà thôi tại sao họ lại không nói những điều này bởi vì họ lo sợ đánh mất vị trí của họ trong lòng mọi người đây là lý do họ không bao giờ tán tụng đức chúa trời cũng không làm chứng cho ngài amen amen nhờ lời đức chúa trời soi sáng tôi đã có thêm phân định về vương tĩnh vương tĩnh thường xuyên thông công về cách chị ấy tìm kiếm lẽ thật khi xử lý các khó khăn cách mà chị ấy dễ dàng xử lý vô số thư phản ánh của các anh chị em cách chị ấy giúp giải quyết khó khăn và vấn đề của người khác nhưng vương tĩnh hiếm khi nói về những lỗi lầm và thiếu sót của bản thân mình cũng không mở lòng về sự bại hoại yếu đuối của mình chị ấy chẳng bao giờ nói về những vấn đề hay những lá thư phản ánh mà chị nhận định sai hoặc không hiểu được cũng không bao giờ nói về chuyện chị ấy bộc lộ thiếu sót hoặc bày tỏ về những vấn đề mà chị ấy không hiểu về việc người khác đã giúp chị ấy như thế nào phương diện lẽ thật nào đã giúp chị hiểu ra vương tĩnh chỉ khiến các anh chị em nhìn vào sự hoàn hảo giả tạo mà chị ấy trưng ra khi chúng tôi tôn vinh tán dương vương tĩnh vương tĩnh chẳng hề thông công rằng đừng nên tôn sùng con người mà còn có vẻ thích thú và tận hưởng lời đức chúa trời giúp tôi phân định vương tĩnh và thấy chị ấy chỉ cậy vào tài năng công tác giao giảng chẳng tôn cao làm chứng cho đức chúa trời chỉ phô trương mình để mê hoặc người khác khiến cho mọi người không thấy sự bại hoại và những thiếu sót của chị khiến cho người ta tôn sùng và đi theo chị chị ấy hành động như thế là để chiếm một chỗ trong lòng anh chị em chị ấy thật tà ác và gian xảo phải tôi không phân định được các hành vi đó mà còn ngưỡng mộ tài năng ngưỡng mộ chuyên môn và năng lực giải quyết vấn đề của chị ấy tôi tưởng chị ấy hiểu lẽ thật có thực tế của lẽ thật nên tôi đã tôn sùng chị ấy tôi thật sự quá mù quáng rồi ừ. sau đó tôi đọc lời này của đức chúa trời ừ. có một số người thường bị những kẻ bề ngoài có vẻ tâm linh cao thượng cao quý và vĩ đại lừa gạt đối với những kẻ có thể nói hùng hồn về những câu chữ và giáo lý và những kẻ có lời nói và hành động có vẻ đáng ngưỡng mộ thì những ai bị họ lừa gạt chưa bao giờ nhìn vào thực chất trong những hành động của họ những nguyên tắc đằng sau việc làm của họ hoặc mục đích của họ là gì hơn nữa họ chưa bao giờ nhìn xem liệu những người này có thực sự đầu phục Đức Chúa Trời hay không Và họ cũng chưa từng xác định Liệu những người này có thực sự kính sợ Đức Chúa Trời Và lánh khỏi điều ác hay không Họ chưa bao giờ thông hiểu thực chất nhân tính của những người này Đúng hơn, bắt đầu với bước đầu tiên là làm quen với họ Từng chút một, họ đã bắt đầu ngưỡng mộ và sùng kính những người này Và cuối cùng những người này trở thành thần tượng của họ dù con người chú trọng vào những vấn đề nông cạn hay sâu sắc hoặc vào câu chữ và giáo lý hay tính hiện thực thì họ cũng không tuân thủ những điều họ nên tuân thủ nhất và họ cũng không biết điều nào họ nên biết nhất lý do của việc này là vì con người không thích lẽ thật chút nào như thế họ không sẵn sàng bỏ thời giờ và công sức vào việc tìm kiếm và đưa vào thực hành những nguyên tắc thực hành được tìm thấy trong những lời phán của đức chúa trời thay vào đó họ thích sử dụng các lối tắt hơn đúc kết những gì họ hiểu và nhận biết là cách thực hành tốt và hành vi tốt sau đó đúc kết này trở thành mục tiêu theo đuổi của bản thân họ điều mà họ xem như lẽ thật cần được thực hành Hậu quả trực tiếp của việc này là mọi người dùng hành vi tốt của con người thay thế cho việc đưa lẽ thật vào thực hành. Điều đó cũng thỏa mãn mong muốn nịnh nọt Đức Chúa Trời của họ. Điều này cho họ vốn liếng để đấu tranh với lẽ thật. Điều mà họ cũng sử dụng để lý luận và cạnh tranh với Đức Chúa Trời. Đồng thời, con người cũng gạt Đức Chúa Trời sang một bên một cách vô liêm sỉ thay thế ngài bằng những thần tượng mà họ ngưỡng mộ. Amen. Amen. qua lời đức chúa trời tôi thấy rằng dù đã tin ngài nhiều năm nhưng tôi luôn có quan điểm ngớ ngẩn rằng những người thông minh và tài năng giỏi giang trong công tác giao giảng và biết giải quyết vấn đề thì tự nhiên sẽ hiểu lẽ thật có thực tế của lẽ thật. tôi nhận ra mình chẳng hề biết thực tế của lẽ thật là gì cả. Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét để làm tinh sạch con người khỏi những tâm tính bại hoại, cho phép họ bước vào thực tế của lẽ thật, sống trọn hình tượng con người thực sự. Nếu ai đó chỉ biết giải quyết vấn đề của người khác, phân định người khác, nhưng không thể tiếp nhận sự phán xét của lời Đức Chúa Trời không chịu bị xử lý, thì dù họ có tài năng đến đâu, có công tác và giao giảng giỏi đến thế nào, họ vẫn không có thực tế lẽ thật vương tĩnh chẳng bao giờ nói về chuyện biết mình chẳng thổ lộ mổ xẻ tâm tính bại hoại của mình chẳng chịu tiếp nhận lẽ thật chẳng thật sự tuân phục khi bị xử lý và tỉa sửa vậy sao có được thực tế lẽ thật ừ, phải, phải. Đó. chị ấy có thể xử lý thư phản ánh chỉ vì chị ấy có kinh nghiệm làm việc có chút kiến thức về các nguyên tắc đâu có nghĩa chị ấy có thực tế lẽ thật phải đúng rồi tôi chẳng hiểu biết lẽ thật chẳng phân định được vương tĩnh tôi lại còn mù quáng tôn sùng chị ấy, xem chị ấy là thần tượng, cố noi gương bắt chước chị ấy. Tôi thật quá ngu muội. Thực hành đức tin như vậy nguy hiểm lắm. Sau đó tôi đọc được lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời toàn năng phán. Cái mà người ngưỡng mộ không phải là sự khiêm nhường của Đấng Christ mà là những kẻ chăn dắt giả mạo có địa vị nổi trội. Người không quý mến vẻ đẹp và sự thông thái của Đấng Christ Mà quý mến những kẻ phóng đãng Chìm đắm trong sự nhơ nhuốc của trần gian Người cười và nỗi đau của Đấng Christ Đấng không có nơi để gối đầu Nhưng người lại ngưỡng mộ những cái xác săn lùng của lễ Và sống trong sự trụy lạc Người không sẵn lòng chịu đựng bên cạnh Đấng Christ Nhưng người vui vẻ lao vào vòng tay của những kẻ khinh suất địch lại đấng Christ, Mặc dù họ chỉ cung cấp cho người xác thịt Lời nói và sự kiểm soát Ngay cả lúc này Lòng ngươi vẫn hướng về họ Hướng đến thanh danh của họ Hướng đến địa vị của họ Hướng đến sự ảnh hưởng của họ Ấy thế mà ngươi tiếp tục giữ thái độ Mà qua đó Ngươi cảm thấy công việc của Đấng Christ Là khó nuốt Và ngươi không sẵn lòng chấp nhận nó đây là lý do vì sao ta nói rằng ngươi thiếu đức tin để thừa nhận đấng christ lý do ngươi theo ngài đến ngày nay chỉ là vì ngươi không có sự lựa chọn nào khác một loạt những hình ảnh cao trọng mãi trồng chất trong lòng ngươi ngươi không thể quên mỗi lời nói và việc làm của họ cũng như những lời nói và bàn tay thế lực của họ trong lòng các ngươi Họ mãi là những người hùng tối cao và vĩnh viễn. Thế nhưng đối với đấng Christ của hôm nay thì không như vậy. Ngài mãi mãi không đáng kể trong lòng người và mãi mãi không xứng đáng với sự tôn kính. Bởi vì ngài quá tầm thường, có quá ít tầm ảnh hưởng và quá là không cao quý. Amen. Amen. Những lời phán xét của ngài thật sự xuyên thấu tâm can tôi nhận ra Đức Chúa Trời nhập thể một cách khiêm nhường Không hề khoe khoang bản thân Chỉ bày tỏ nhiều lẽ thật để cứu rỗi nhân loại Sự khiêm nhường của Ngài là Biểu hiện cho thấy Ngài tôn quý, vĩ đại và thánh khiết Thật vô cùng đáng để chúng ta ngưỡng mộ Phải Còn tôi khi thấy Vương Tĩnh từng làm lãnh đạo Biết giải quyết vấn đề Nói năng một cách tự tin và có khí chất Tôi đem lòng ngưỡng mộ chị ấy Tôi tin Đức Chúa Trời mà không thờ phượng và tôn kính sự khiêm nhường và đáng mến của Ngài, mà tôn sùng những con người mạnh mẽ và vĩ đại. Đánh giá cao những người có hình tượng cao quý, có tài năng và năng lực công tác giao giảng. Tôi xem họ là thần tượng của mình. Điều này thực sự xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời. Ừ. Chúng ta tuyệt đối không được ngưỡng mộ và đề cao những con người thuần túy, chỉ Đức Chúa Trời là lẽ thật đáng để chúng ta đi theo và thờ phượng. Phải, Phải đó. Đức Chúa Trời phán: Ta nói rằng hết thảy những ai không coi trọng lẽ thật đều là những kẻ chẳng tin và đều là những kẻ phản bội lẽ thật. Những kẻ như thế sẽ không bao giờ nhận được sự chấp thuận của đấng Chris. Ừ. Amen. 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 Tôi tin Đức Chúa Trời nhiều năm mà không tìm kiếm lẽ thật và không biết về Ngài. Tôi còn thần tượng một con người bại hoại, tôn sùng và đi theo con người đó. Chẳng tôn sùng đấng Chris, chẳng cảm kích lẽ thật tôi đã phản bội đức chúa trời chẳng khác gì người không tin nếu không ăn năn đức chúa trời sẽ chán ghét đào thải tôi ừ. sau đó tôi nghe nói rằng vương tĩnh đã trở thành Duda khi bị trung cộng bắt chị ta bán đứng một số anh chị em khi được thả chị ta chẳng ăn năn cuối cùng bị khai trừ khỏi hội thánh tôi thấy rằng dù vương tĩnh đã làm nhiều bổn phận có tài năng giỏi giao giảng và có thể dùng lời đức chúa trời để giải quyết vấn đề nhưng vì không mưu cầu để biết bản thân không tiếp nhận lẽ thật nhiều năm đức tin vẫn không có chút thực tế lẽ thật nào nên khi gặp chuyện chị ta đã bị phơi bày và đào thải nếu không tìm kiếm lẽ thật dù tài năng đến đâu cũng không thể đứng vững phải đó rồi tôi đọc được lời này của đức chúa trời để tôi đọc cho được đoạn này ngươi phải biết loại người mà ta mong muốn là loại người nào những kẻ bất khiết thì không được phép bước vào vương quốc của ta những kẻ bất khiết không được phép làm ô uế vùng đất thánh mặc dù ngươi có thể đã làm rất nhiều việc đã làm việc trong nhiều năm nhưng cuối cùng nếu ngươi vẫn ô uế một cách tệ hại thì luật trời sẽ không thể dung thứ nếu ngươi muốn bước vào vương quốc của ta kể từ khi sáng thế cho đến ngày hôm nay ta chưa bao giờ cho phép những kẻ nịnh hót ta dễ dàng vào vương quốc của ta. Đây là luật trời, không ai có thể phá vỡ. Ngươi phải tìm kiếm sự sống. Ngày nay, những người sẽ được làm cho hoàn thiện thì như Fierer, biết mưu cầu sự thay đổi trong tâm tính của họ, sẵn sàng làm chứng cho Đức Chúa Trời và sẵn sàng làm tròn bổn phận của một loài thọ tạm. Chỉ những người như vậy thì mới được làm cho hoàn thiện. Nếu ngươi chỉ chăm chăm vào phần thưởng, mà không cố gắng thay đổi tâm tính sống của chính mình, thì tất cả mọi nỗ lực của ngươi sẽ vô ích. Và đây là một lẽ thật bất di bất dịch. Ừ. Amen. 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 Đức Chúa Trời phán rằng, người ta đâu đạt được sự cứu rỗi. Nhờ vào các tài năng của bản thân họ, hay họ đã làm bao nhiêu công tác hoặc giao giảng bao nhiêu, mà dựa vào việc họ có mưu cầu lẽ thật không, có tiếp nhận tuân phục sự phán xét của lời Đức Chúa Trời không? có đạt được thay đổi trong tâm tính sống không? Phải đâu. Trong đức tin, Error tôn cao Đức Chúa trời và tìm lẽ thật trong mọi sự, xem việc đạt được lẽ thật và sự sống là cao hơn tất cả. Nên dù ông không làm nhiều việc như Phaolô, nhưng sau khi trải nghiệm sự phán xét của Đức Chúa trời, ông đã có thể vâng phục đến lúc chết, cuối cùng có thể làm chứng vang dội cho Đức Chúa trời và được Đức Chúa trời tuyên dương. Phải. Ừ. Từ con đường này của Error, tôi cũng tìm ra con đường thực hành. Đó là tôi không được ngưỡng mộ những người tài năng, không được cố tìm cách trở nên giống họ. Mà thay vào đó phải nhiệt thành mưu cầu lẽ thật, thực hành lời Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, như vậy mới là con đường đúng. Phải. Kể từ dạo đó, trong bổn phận của mình, tôi tập trung cậy dựa Đức Chúa Trời tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật. Khi tôi gặp những người tài năng, những người có khiếu giao giảng, tôi có thể ý thức nhìn nhận họ một cách đúng đắn. Khi thông công của họ có sự khai sáng của Đức Thánh Linh, tôi xem nó đến từ Đức Chúa Trời. Khi ý tưởng của họ tuân thủ theo các nguyên tắc, tôi sẽ tiếp nhận và tuân theo. Nếu họ không tuân thủ các nguyên tắc, thì tôi sẽ không mù quá nghe theo họ. Ừ. Mà phải cùng họ hợp tác để tìm kiếm lẽ thật. Thực hành như vậy một thời gian, tôi cảm thấy tự do và cũng thanh thản hơn. Trong bổn phận có thể xác định con đường thực hành đạt được vài thành quả tạ ơn đức chúa trời tạ, tạ ơn đức, đức, đức chúa, trời. chúa trời tôi hiểu rồi chúng ta không được tôn sùng con người